vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào anh em đến với channel của mình. Thì ở clip này đó là trận cuối cùng lên ở bức tranh cao thủ cái nick này, thì không biết trong trường hợp đó là đi đơn thì anh em đó là leo lên bức tranh cao thủ bằng vị tướng nào. Thì với mình thì mình xin được rừng anh em ạ. Nếu mà xin được rừng thì chắc chắn là mình sẽ đi rừng. Bởi vì đi rừng thì thứ nhất đó là dễ gánh hơn, thứ hai có thể sánh sao và gánh tím được. Mình có thể đó là có quyền quyết định. Nên là mình xin được đi rừng thì ở đó là rank đơn mình tốt nhất đó là đi rừng nha anh em. Thì anh em lên bức danh cao thủ vị tướng nào thì hãy bình luận phía bên dưới nha anh em. Ok, thì cảm ơn anh em rất chí là nhiều. Nói chung việc đi đơn thì khó nói lắm anh em ạ. Phụ thuộc vào đó là đồng đội khá là nhiều nữa. Đi tem thì dễ hơn, còn đi đơn thì nói chung phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ở trận đấu này thì mình chọn đó là Karinak đầu game. Đây là tem địch chọn khắc chế khá là nhiều anh em ạ. Thứ nhất đó là ghi đủ đi mít, thứ hai đó là đặc biệt là Arum. Kèm theo đó thì có thêm là Joker nữa, khắc chế mình khá là nhiều. Thì tất nhiên thì nếu mà có những tướng khắc chế đó thì mình phải đánh cẩn thận hơn. Thứ nhất đó là bom cười đến từ Zeus. Thứ hai, đó là bom cười đến từ đó là Joker. Thứ hai, đó là thủ khốn đến từ Arum hoặc là chiêu cuối đến từ đó là ghi đủ. Những thứ mà mình cần chú ý điều đó. Trong một trận đấu đi đơn thì nói chung cũng không phải là điều gì đó quá dễ dàng và kết thúc trận đấu được quá nhanh. Đi đơn thì thường trận đấu kết thúc khoảng trên 10 phút cả anh em ạ. Ok, pha này thì mình lại gánh nhá. Bọc đầu tém địch về này. Giúp cá dùng hết chiêu thức để bò chạy rồi, pha này lử bổ khỏe quá anh em ạ. Lử bổ mà bật chiến thần lên rồi thì mình mà không được sốc được đám thì cũng không có tuổi solo với lử bổ đâu. Ở nửa giai đoạn này thì một con bó của mình chưa có thể kết thúc được lử bố ấy. Có bạn đó là bình luận anh ơi, làm những trận đấu lên rank đi cho nó hấp dẫn, cho nó hay. Thì nói chung cũng không phải là lần nào cũng làm được anh em ạ, bởi vì đã lên rank rồi thì không lẽ là hạ xuống và chơi nữa. Thế là điều đó thì không thể nhá, chỉ có đối trận thì mình có thể làm được thôi. Thì cũng mong đã bạn ủng hộ cho mình, cảm ơn bạn rất chỉ là nhiều luôn. Chúng bây giờ thì trần thì tém địch đầu game cũng khá là mạnh ấy, có Arum, có đó là thêm Joker nữa nên là cũng chưa có điều gì là tạo lợi thế quá là nhiều cả. Và này thì mình phải chạy đấy, cho Arum bất khóa rồi lại mới chơi nhá. Ok, có màng rồi anh em ạ. Rồi ba này bắt được này, mất Arum rồi, Joker thì cũng bật chiêu hai né đám vật lý rồi nên là pha đó mình quay trở lại xả sát thương được. Chứ gặp mà để Arum nó khóa và dốc cơ một bóng cười còn bó vặt là thôi xong luôn ấy. Mình cho dù có khỏe đi chăng nữa cũng
Ok, pha này mất cái quả cầu bằng sướng rồi anh em ạ, nhưng mà vẫn thoát được. Joker tém địch lao vào trụ nhanh quá, mình không dám bắn vào trụ anh em ạ, bởi bắn vào trụ khá là mạo hiểm nhá. Nó có né chiếu ấy, nó né sát thương ấy, mình mà bắn vào nó dùng bom cười một phát. Rồi dùng chiêu hái miền đám một phát nữa thì thôi xong luôn. Béo bà lấy ấy, nên là đừng có dài mà bắn trụ với Joker. Đặc biệt thì có thêm A rúng nữa.